Xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, chị lại gặp lại chúng mình ở trong phần phát trực tiếp buổi tối ngày hôm nay. Và nội dung mà buổi tối ngày hôm nay chị em mình cùng trao đổi với nhau sẽ là liên quan đến phương pháp học tập nha. Thế nên là chị rất mong các bạn nhỏ 2K8, 2K9 các bạn hãy theo dõi phần phát trực tiếp này để chúng mình có được những cái phương pháp học hiệu quả trước thềm năm học mới nhá. Xin chào các bạn. Có bạn nào đã vào học cùng chị rồi nhỉ? Rồi, xin chào các em. Các bạn ơi, nếu như mà chúng mình đã vào học rồi thì hãy gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận. Và thêm nữa là hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này nha. Ok, xin chào các bạn. Rồi, hôm nay là một buổi tối cuối tuần đúng không? Hòa chung với cả cái không khí đang rất là háo hức và cũng rất là sôi động của hội sách chào mừng năm học mới của Học Văn Chị Hiên. Thì trong buổi tối ngày hôm nay, chị sẽ cùng với các bạn chúng ta giải đáp cho câu hỏi là làm như thế nào để sử dụng những cuốn sách này thật là hiệu quả nha. Bởi vì là chị thấy các bạn có thể việc sở hữu những cuốn sách này không phải là quá khó khăn, đúng không? Chúng mình có thể sở hữu rất là nhiều những cái cuốn sách tham khảo như là bộ sổ tay văn học này chẳng hạn. Nhưng làm như thế nào để sử dụng nó thật là hiệu quả, giúp cho chúng ta có thể học văn tốt hơn này, giúp cho chúng ta có thể học văn chủ động hơn, thì chị nghĩ rằng là phần phát trực tiếp này rất cần thiết tới các em đấy. Xin chào Phương Kiều, xin chào Ngân Hoàng, xin chào các bạn. Các bạn ơi, nếu như mà chúng mình có bạn bè đang băn khoăn trong việc là học văn làm như thế nào để dễ dàng hơn và hiệu quả hơn cùng với những cuốn sách tham khảo thì hãy tăng bạn bè của mình vào nha. Xin chào Thúy Vân, xin chào các bạn. Ở đây thì chị đang có bộ sổ tay văn học, là bộ sổ tay mà giúp cho các bạn có được phần kiến thức nền, có thể tham khảo được đầy đủ nhất về phần kiến thức nền của các văn bản trong chương trình, hay nói cách khác là phần trọng tâm của nghị luận văn học đấy. Đúng không? Thế thì chị thấy rằng là một trong những cái lưu ý quan trọng nhất khi các bạn muốn sử dụng sách tham khảo hiệu quả đó là nắm được về cấu trúc sách. Đó, đồng ý chưa nào? Nắm được về cấu trúc sách và những cái đặc điểm nội dung ở trong cuốn sách đó thì xem là như thế nó có phù hợp với cả cái nhu cầu của mình hay không? Đồng ý chưa? Ví dụ như là khi mà các bạn đang muốn học về kiến thức các văn bản để ghi nhớ được ý, thì tất nhiên là chúng mình không nên tìm đến những bài văn mẫu ngay, đúng không? Mà chúng ta nên tìm đến những cái phần dàn ý này, chúng ta nên tìm đến những phần kiến thức nền cô đọng đấy, để chúng mình phục vụ cho việc là thống kê lại kiến thức này, rồi là phục vụ cho việc các bạn ghi nhớ kiến thức, đúng không? Hay là khi mà các bạn chúng ta muốn trau dồi về phần diễn đạt đấy, thế thì các bạn lúc đó chúng mình mới tìm đến và chúng mình tham khảo, chúng mình đọc thêm những bài văn viết mẫu, đúng không? Thế nên rằng là một trong những cái lưu ý đầu tiên nhá, là chúng mình nên nắm được về bố cục sách và đặc điểm nội dung ở trong cuốn sách đó. Ví dụ như là với bộ sổ tay văn học này thì các bạn nắm được bố cục sách nhờ những điều như thế nào? Thì thứ nhất, các em có thể theo dõi ở trong phần mục lục nha. Đó, các bạn có thể theo dõi ở trong phần mục lục của sách. Thì phần mục lục của sách sẽ cung cấp và sẽ giúp các bạn nhìn được một cách tổng quan nhất về nội dung ở trong cuốn sách đó. Thì ở đây là với cuốn sổ tay tập đặc biệt chuyên nội dung về phần văn học trung đại thì chúng mình có đầy đủ kiến thức của các văn bản Chuyện Người Con Gái Nam Xương này, Nguyễn Du và Chuyện Kiều, Chị Em Thúy Kiều, Đoạn Trích Cảnh Ngày Xuân, Đoạn Trích Kiều ở Lầu Ngưng Bích, Đoạn Trích Hoàng Lê Nhất Thống Chí và Đoạn Trích Lục Vân Tiên Cứu Kiều Nguyệt Nga. Đấy, thế là chúng ta nắm được, nếu như chúng ta đang cần ôn tập lại kiến thức về các văn bản văn học trung đại thì chúng mình nên xem ở trong cuốn sách này. Hiểu ấy chị không nào? Chúng mình nên xem ở những cuốn sách này. Tiếp tục, cụ thể hơn thì các bạn hãy đi vào một cái văn bản cụ thể để chúng mình biết là mỗi văn bản được trình bày trong sách như thế nào, bao gồm những kiến thức gì nhá. Ví dụ ở đây, chị tìm đến đoạn trích Chị Em Thúy Kiều chẳng hạn này, trang số 26 đúng không? Đây, trang số 26. Đây, chúng mình có đoạn trích Chị Em Thúy Kiều. Ok chưa nào? Có thể mua riêng tập 1 và tập 2 không chị? Tại em mua hai quyển kia rồi. Em mua hai cuốn sổ tay nhật dụng và cuốn sổ tay tập đặc biệt rồi đúng không? Có em nha, em hoàn toàn có thể là mua riêng tập 1 và tập 2 vẫn đang được ưu đãi ở trong hội sách này đây.
Đồng ý chưa? Thế nên rằng là nếu như mà chúng mình chưa sở hữu trọn bộ sổ tay văn học này, còn thiếu cuốn nào thì chị nghĩ là hãy tận dụng ngay cái đợt giảm giá rất sâu này của Văn Chị Hiên để chúng mình sở hữu trọn bộ nhá. Đó, em nhắn tin về cho chị để chúng mình đặt mua hai cuốn tập 1 và tập 2 nha. Đồng ý chưa? Ở đây thì cụ thể với bộ sổ tay văn học 4 cuốn như thế này nhá, thì giá gốc của chúng ta đang là 349k. Nhưng mà hiện tại trong hội sách diễn ra trong 3 ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai ý, thì các bạn sẽ được giảm chỉ còn có 239k thôi. Đấy, sẽ được giảm chỉ còn 239k thôi với 4 cuốn sách này nha. Đó, thế thì chị đang nói ở đây đó là tìm đến một văn bản cụ thể để xem là cuốn sách đó cung cấp cho chúng ta những kiến thức gì về văn bản này. Thì ở đây chị thấy là với đoạn trích chị em Thúy Kiều nhá, thì bình thường các bạn học sẽ bao gồm phần tìm hiểu chung liên quan đến vị trí của đoạn trích này, rồi bố cục của đoạn trích này. Phần thứ hai là phần phân tích đoạn trích, đúng không? Đọc hiểu văn bản đấy. Thì ở trong này chúng mình có phần 1 lớn là bố vị trí và bố cục, giúp cho chúng ta hình dung được là đoạn trích nằm trong phần nào của tác phẩm truyện Kiều này. Trước đoạn trích này có nội dung gì, sau đoạn trích này có nội dung gì. Và để tìm hiểu kỹ thì ta nên chia đoạn trích này ra thành mấy phần, nó nằm ở phần bố cục này này. Đồng ý chưa nào? Ok không? Rồi, đó. Xin chào Kem, xin chào các bạn nhỏ. Ở đây chị thấy những cái tên quen thuộc ở trong khóa học văn VIP này. Tối hôm nay Kem có thể là nếu như chúng mình không bận gì có thể theo dõi phần phát trực tiếp này và chia sẻ giúp cho chị nha. Rồi, ok. Đó, thế thì ở đây là chúng mình có phần 1 đã cung cấp về vị trí và bố cục rồi. Tiếp tục phần 2 thì là phần quan trọng nhất đối với mỗi văn bản, là phần phân tích chi tiết. Thì đọc kỹ ở đây thì sẽ thấy là trong cuốn sách này thì trình bày kiến thức về các đoạn trích dưới dạng hệ thống ý chính. Đồng ý chưa nào? Đó, trình bày dưới dạng hệ thống ý chính. Và các bạn nhìn này, các bạn nhìn vào đây các bạn đã phân biệt được đâu là ý lớn, đâu là ý nhỏ chưa? Đó, bởi vì là ở đây nhá, những ý lớn thì sẽ được trình bày với cái ký hiệu là dấu gạch đầu dòng. Và trong cái ý lớn đó có những ý nhỏ nào thì vừa được đẩy lùi lề vào này, rồi lại vừa được ký hiệu với một cái ký hiệu khác, thì sẽ giúp cho các bạn phân cấp độ ý. Đó, phân bậc và phân ra các cái cấp độ ý nhỏ hơn thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đó, bởi vì là để phục vụ cho việc chúng ta ghi nhớ kiến thức, đúng không? Hình dung một cách nhanh nhất và ghi nhớ kiến thức một cách lâu nhất. Thế nên rằng là hệ thống ý sẽ được trình bày dưới dạng làm sao phân cấp ra để các bạn nhìn vào các bạn biết được là với 4 câu đầu trong đoạn trích chị em Thúy Kiều thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 ý lớn. Đồng ý chưa? Trong ý lớn thứ 2 thì có 2 ý nhỏ. Đấy, đồng ý với chị không nào? Đó, thế nên rằng là nếu như mà bạn nào chúng ta học văn hay khó khăn ở cái việc là những cái ý ở trong ngôn văn ấy nó không được logic, thấy thì chị nghĩ là chúng mình nên sở hữu về cuốn sách này, về bộ sổ tay văn học này. Bởi vì là văn bản nào thì chúng ta cũng được cung cấp cái phần kiến thức dưới dạng ý chính, trở thành được trình bày và phân cấp độ ý rõ ràng như thế này nha. Đó, và ở đây thì chị bật mí thêm là với cuốn sổ tay văn học tập đặc biệt này này thì chúng mình tất cả các văn bản là trình bày dưới dạng ý chính. Nếu như mà các em muốn tham khảo thêm về các cái bài văn đã viết hoàn chỉnh, vận dụng những ý chính như thế này thì các bạn có thể mua cuốn sổ tay văn học tập đặc biệt này. Sau đó nhắn tin về cho học Văn Chị Hiên, cung cấp số điện thoại đặt hàng của các bạn thì chị sẽ gửi tặng thêm cho các em về bộ tài liệu những cái bài văn viết mẫu cho phần văn học trung đại này nha. Đồng ý với chị không? Ok chưa nào? Đó, đúng rồi, dễ nhìn đúng không nào? Đấy, và thêm nữa nhá, thế là về phần bố cục sách và cái phần quan trọng nhất của sách các bạn cũng hình dung là đi từ phân tích những ý chính này, sau đó có cả phần tiểu kết. Để làm gì các bạn biết không? Để chúng mình phục vụ cho việc viết mở hoặc là viết kết đoạn, hoặc là viết mở hoặc viết kết bài. Bởi vì đây là những cái ý chúng mình đưa ra để đánh giá và khái quát về nội dung của toàn bộ cái phần ta đã phân tích bên trên, đúng không? Đấy, thế nên rằng là ở đây nhá, vừa được trình bày một cách logic, và thứ hai là giúp cho các bạn hình dung được tổng quan về kiến thức. Ok chưa nào? Thế là cái bước đầu tiên mà chị lưu ý cho các bạn nhá, là tìm và làm sao tìm hiểu rõ bố cục của cuốn sách đó, nội dung chính ở trong cuốn sách đó, xem có phù hợp với bản thân mình không và phù hợp với cái nhu cầu của mình hay không. Đó, đồng ý chưa? Thêm này, bước thứ hai, đến bước thứ hai nhá.
À, bộ sổ tay này, bộ sổ tay văn học này thì chị nghĩ rằng là nếu như mà bạn nào chúng mình chưa sở hữu ý, thì trước tiên là bộ sổ tay 4 cuốn này là mới ra mắt trong đợt giữa năm ngoái thôi thì phải. Và hiện tại thì tất cả những cái bộ sách còn mới tinh như thế này đều đang được giảm giá nha, đều đang được giảm giá. Chúng mình được giảm từ 349.000 xuống chỉ còn có 239.000 thôi. Và hoàn toàn là sách mới nha. Đấy, thế nên rằng là các em có thể tận dụng về đợt hội sách này để đặt mua bộ sổ tay văn học này nhá. Để chúng mình có thể yên tâm học về văn bản trong cả một năm. Và bây giờ nếu như bạn nào chưa trở lại trường học, chưa quay trở lại trường học và chưa bắt đầu năm học mới ở trên trường thì có thể tự học luôn với bộ sổ tay văn học này đấy nha. Đó, thế thì ở đây chị đang muốn nói đến tiếp tục là bước thứ hai để các bạn có thể tận dụng tốt những kiến thức ở trong bộ sổ tay văn học này, đó là bước các bạn kết hợp với ghi chép nha, kết hợp với ghi chép. Chị tin chắc rằng là việc ghi chép trong môn văn là việc luôn luôn cần thiết. Đó, chúng mình sẽ không thể nào đạt được cái hiệu quả tối đa nếu như chúng mình chỉ đọc đúng không? Và chúng mình còn cần phải viết ra nữa. Viết ra cũng là một cách để chúng mình tái hiện lại những cái suy nghĩ ở trong bộ não của mình này. Và thứ hai là viết ra cũng là để chúng ta rèn cả về chữ viết và cách trình bày nữa. Nếu như mà bạn nào chúng mình có cách ghi chép thông minh nữa thì việc viết ra như vậy cũng là một cách học giúp các bạn viết đến đâu ghi nhớ đến đấy luôn đấy. Thế thì ở đây chị gợi ý nhá, chỉ cần sử dụng có một chiếc bút thôi, chiếc bút mực đen, chiếc bút mà thông dụng tất cả các bạn, bạn nào đi học thì chúng mình cũng có rồi, rất đơn giản đúng không? Không quá cầu kỳ nhá, chị cũng giống như các bạn, bây giờ chị chỉ sử dụng một chiếc bút thôi. Và với cuốn sổ tay văn học nhỏ xinh này, cùng với kem chúng mình thử tự học với cuốn sổ tay này bằng cách ghi chép, đồng ý không? Đây, ví dụ nhá, chị có đoạn trích chị em Thúy Kiều. À, nhắc đến bút lại nhớ, tất cả các đơn hàng của các bạn mà mua sách trong đợt này mà có tổng giá trị trên 300.000 thì chúng mình sẽ được miễn phí ship. Rồi nếu như mà trên 400.000 thì các bạn sẽ được tặng những phần quà bí mật và trong đó sẽ có những đồ dùng học tập rất xinh xắn và hữu ích đấy. Đó, hay là nếu như đơn hàng trên 500.000 thì các bạn sẽ được tặng kèm theo một chiếc áo phông của Văn Chị Hiên nha. Rồi, thế thì bây giờ ở đây với đoạn trích chị em Thúy Kiều chẳng hạn, chúng mình ghi chép rất là nhanh chóng và đơn giản thôi. Đầu tiên là ghi tên đoạn trích đúng không? Đoạn trích chị em Thúy Kiều này. Đó, các bạn có thể đóng khung vào. Đây là tên của đoạn trích đầu đề đúng không? Nếu như mà bạn nào chúng mình không có thành thạo việc trang trí cầu kỳ thì các bạn chỉ cần đóng khung như thế này thôi là cũng đủ nổi bật rồi. Tiếp tục này, chúng mình sẽ nhìn vào đây, nhìn vào trong sổ tay để thấy là à, ở đây là có phần 1 là phần bố cục vị trí này, thứ 2 là phần phân tích và thứ 3 là chúng mình sẽ có phần tổng kết, đúng không? Đấy, phân tích xong thì chúng mình sẽ có phần tổng kết. Đó, đây. Đúng không nào? Sẽ có phần 3 là phần tổng kết. Ta nắm được bố cục của bài sẽ bao gồm. Đây các bạn có thể ghi luôn ngay từ đầu nhá. Bố cục của bài sẽ bao gồm này. Đây. Đầu tiên là phần tìm hiểu chung là về bố cục và vị trí của đoạn trích này. Đúng không? Phần thứ 2 là chúng ta sẽ có phần phân tích này. Phần thứ 3 là chúng ta sẽ có phần tổng kết này. Và không những vậy nhá, đây là ba phần cơ bản cho một đoạn trích thì trong cuốn sổ tay còn có cả phần liên hệ mở rộng nữa, đúng không? Đây, chúng mình sẽ có phần liên hệ mở rộng. Đồng ý chưa nào? Hết chưa nhỉ? Ở trong cuốn sách này với mỗi văn bản thì đã hết chưa? À, ở đằng sau đó còn có phần đề bài luyện tập nữa. Nhưng ở đây thì chị đang sử dụng để ghi nhớ kiến thức. Thế nên là phần đề bài luyện tập này khi nào mà các bạn đã nắm chắc kiến thức rồi, các em có thể chủ động luyện tập với hệ thống đề bài luyện tập này nhá. Đồng ý không? Rồi, thế là bây giờ chị đã nắm được bố cục là gồm có 4 phần như thế này. Các em có thể là chia đôi vở hoặc là các bạn có thể ghi chép như bình thường nhá. Ví dụ ở đây chị có phần 1 lớn là phần đầu tiên. Đó, đó là phần về vị trí và bố cục. Chị sẽ xem là ở trong cuốn sổ tay này cung cấp cho chúng ta những thông tin gì về vị trí và bố cục nhé. Trước tiên về mặt vị trí là có 1, 2, 3 cái gạch đầu dòng đầu tiên này. Và đọc thì các bạn phải hình dung ra được là trước tiên người ta chỉ ra là đoạn trích này nằm trong phần 1 của truyện Kiều.
À, khi hỏi về một vị trí nào đó, à, khi hỏi về vị trí của một đoạn trích nào đó trong truyện Kiều, ta cần trả lời được hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, nó nằm ở trong phần nào trong ba phần của truyện Kiều? Phần 1 gặp gỡ và đính ước, phần 2 gia biến và lưu lạc, phần 3 là phần đoàn tụ. Thế thì ở đây đoạn trích chị em ví Kiều là nằm trong phần 1. Câu hỏi thứ hai đó là đoạn trích đó nó có nội dung như thế nào và trước đoạn trích đó diễn ra sự kiện gì, sau đoạn trích đó diễn ra sự kiện gì để ta có cái cơ sở hiểu được những nội dung ở trong đoạn trích này. Thì trong 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 sổ tay này đã cung cấp cho các bạn nhá. Ở đây thì người ta cung cấp là trước đoạn trích là những câu thơ có tính triết lý luận đề về chữ tài và chữ mệnh. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Đồng ý chưa nào? Lạ gì bỉ sắc tư phong, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. Đó là 6 câu mở đầu cho truyện Kiều. Và sau 6 câu đó thì bắt đầu tác giả bước vào phần giới thiệu về chị em Thúy Vân Thúy à, giới thiệu về nhân vật Thúy Kiều, gia cảnh của Thúy Kiều. Rằng năm gia tĩnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung. Một trai con thứ rốt lòng, vương quan là chữ nối dòng Nho gia. Đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mài cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Đó, các bạn đã thấy được cái sự liền mạch chưa? Đấy thì trước đoạn trích này là phần đầu tiên của truyện Kiều nhá. Để ta thấy được là chị em Thúy Kiều là những câu đầu tiên trong truyện Kiều luôn đấy. Đấy, chưa có nhiều những cái sự kiện diễn ra. Đó, tiếp tục. Thế sau đoạn trích này, sau đoạn trích này là đoạn trích cảnh ngày xuân luôn đấy các bạn ạ. Nha. Đó, sau đoạn trích này chính là đoạn trích cảnh ngày xuân đấy. Phong lưu rất mực hồng quần, xuân xanh xấp xỉ tới tuần cập kê. Êm đềm trướng rủ màn tre, tường đông ong bướm đi về mặc ai. Và ngay sau đó, ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài 60. Cỏ non xanh tận chân trời, cảnh lê trắng điểm một vài bông hoa. Đấy, thế nên rằng là, rồi, thế nên rằng là ở đây, các bạn lưu ý nha. Ở đây thì trong trong cuốn sổ tay này cung cấp cho chúng mình về vị trí rất cụ thể của từng đoạn trích trong truyện Kiều rồi. Thế thì các bạn có thể ghi chép lại một cách ngắn gọn để chúng mình tự học. Ví dụ nha, đây, trước tiên vị trí và bố cục chúng mình có thể chia ra làm hai cột là vị trí này, và thứ hai là bố cục của đoạn trích. Đồng ý chưa? Vị trí và bố cục. Về mặt vị trí thì chúng ta ghi là nằm trong phần 1 gặp gỡ và đính ước. Đúng chưa? Chúng mình chỉ chọn lọc từ khóa để ghi chép lại thôi. Đây, đoạn trích nằm trong phần 1 gặp gỡ và đính ước. Cụ thể là phần giới thiệu về gia đình họ Vương. Và ở đó là nổi bật lên chân dung của Thúy Kiều và Thúy Vân. Đấy, tiếp tục này. Về mặt nội dung thì ta xác định được là trước đoạn trích này là những câu khái quát, là những câu đầu tiên trong truyện Kiều, khái quát về chữ tài và chữ mệnh. Theo cái quan điểm và theo cái tư tưởng của tác giả Nguyễn Du này, sau đoạn trích này chính là đoạn trích cảnh ngày xuân, hay cũng chính là bắt đầu cho những cuộc gặp gỡ và bắt đầu câu chuyện về cuộc đời của Thúy Kiều. Nha, đồng ý chưa nào? Sau đoạn trích này chính là những cuộc gặp gỡ. Đây. Đây, sau đoạn trích này, Nguyễn Du kể chuyện ba chị em đi chơi xuân, Thúy Kiều viếng mộ Đạm Tiên và gặp gỡ Kim Trọng. Vậy thì từ một cái vị trí như thế, ta xác định được đây là một đoạn trích mà không chỉ có chức năng dựng lên chân dung của nhân vật, mà còn gợi mở về cuộc đời số phận của nhân vật sau này. À, đồng ý chưa? Để cụ thể hóa về thuyết tài, tài mệnh tương đố của Nguyễn Du. Thế thì từ đây các bạn đưa ra một cái dấu suy ra cho chị. Đồng ý chưa? Nghĩa là vị trí của đoạn trích này rút ra được, giúp cho chúng ta rút ra được điều gì? Thứ nhất là đây là một đoạn trích cung cấp cho chúng ta cái nội dung là xây dựng lên những bức chân dung, hay còn gọi là giới thiệu về nhân vật. Đúng không nào? Giới thiệu chân dung nhân vật. Đấy. Và thứ hai, các em để ý nhé, cách diễn đạt ở trong sổ tay này không chỉ
mà còn. Thế tức nghĩa là nó sẽ đem đến hai nội dung. Nội dung đầu tiên nằm sau cái chữ không chỉ này, và nội dung thứ hai nằm sau cái chữ mà còn này, đúng không? Nên là ở đây cũng là cái kỹ năng các bạn chắt lọc ra từ khóa nữa đấy. Đấy, thế thì không chỉ có chức năng dựng, xây dựng cái chân dung của nhân vật, mà còn gợi mở về cuộc đời. À, gợi mở về cuộc đời nhân vật. Đấy, các bạn thấy không? Nha, thế là từ ba cái ý đầu tiên rất là dài như thế này thì chúng mình chắt lọc được để có được một phần sơ đồ ngắn gọn. Nhớ nhá. Thế nên là cuốn sổ tay văn học, bộ sổ tay văn học này sẽ là người bạn rất là cần thiết cho các bạn nếu chúng ta muốn chủ động và tự học môn văn. Chị tin là ở đây có những bạn ấy chúng ta muốn học văn một cách rất là thoải mái và học theo đúng cái sở thích, theo đúng cái đam mê của mình. Và một trong những đam mê đó là những cái giây phút các em tập trung ghi chép, đúng không? À, có được những cái trang viết làm sao nó ngắn gọn thôi, nhìn thôi là có cảm hứng học rồi. Thì bộ sổ tay văn học này sẽ tập cho các bạn cái thói quen đấy, bởi vì là những cái ý được trình bày rất là rõ ràng nha. Đó, đấy là về vị trí này. Thế còn về bố cục thì sao? Bố cục thì chúng mình chia ra thành 4 phần nha. Bố cục thì chúng mình chia ra thành 4 phần. Đấy, 4 phần này, phần 1 là chúng ta có 4 câu đầu là khái quát chung về hai chị em Kiều. Đồng ý không? Chúng mình có thể ghi ở đây là 4 câu đầu là khái quát chung về hai chị em Kiều, thì chúng ta chỉ cần nhớ cái từ khóa là khái quát về hai chị em thôi, đúng không? Tiếp tục chúng ta có 4 câu tiếp. Chính là về vẻ đẹp của Thúy Vân, thì ta có thể ghi ngắn gọn là về Thúy Vân. Đúng chưa? Rồi chúng mình có đến 12 câu tiếp theo. Là về vẻ đẹp của Thúy Kiều. Đó. Rồi cuối cùng chúng mình có 4 câu cuối, cung cấp cho chúng ta những cái lời nhận xét của tác giả, nhận xét chung về hai chị em. Đó, bên trên này là khái quát thì khái quát chung về hai chị em này. Bên dưới này nhận xét thì cũng là nhận xét chung về hai chị em này. Đó, các bạn hình dung ra chưa? Nhìn vào đây rất là dễ để hình dung đúng không? Nhìn vào đây rất dễ để các bạn có thể ghi nhớ, bởi vì là đây có vài chữ như thế này thôi, có cái sơ đồ đơn giản như thế này thôi, có gì mà không học được, đúng không? Đó, thế nên là bạn nào mà hay khó khăn trong cái việc là ấy, các em tự học nhưng mà cứ ghi hết ra, cứ ghi hết sạch ra, cứ ghi hết rồi xong rồi biến cái trang vở của mình lại cũng giống y hệt như tài liệu mà mình có ấy, thì các bạn nên đọc ở trong cuốn sổ tay này để chúng ta rèn cái việc là chúng ta chắt lọc ra từ khóa làm sao cho dễ học hơn nha. Đấy, chị cũng chỉ sử dụng duy nhất một chiếc bút thôi để cho thấy là bạn nào cũng có thể làm được, chứ không phải là chúng mình phải đầy đủ bút nhớ rồi bút đỏ bút xanh vân vân. Đấy, ok chưa? Rồi tiếp tục này, đấy là phần 1 thôi, phần rất là cơ bản thôi. Thế bây giờ về kiến thức của văn bản, làm như thế nào? Làm như thế nào để các bạn có thể ghi nhớ được nhanh nhá? Chị gợi ý này, phần 2 lớn, chúng ta có phần 2 lớn là phần phân tích đúng không? Phân tích chi tiết. Rồi, thì ở đây là mình sẽ phân tích theo bố cục. Nào, ta cứ ghi như bình thường nhá. Phần 1 nhỏ đầu tiên đó là 4 câu đầu, chính là những lời khái quát chung về hai chị em, đúng không? Thì ở đây nhá, tiện thể ở đây chúng ta có đoạn trích chị em Thúy Kiều là có hình thức như là một đoạn thơ ấy, bởi vì là thể thơ lục bát. Thì các bạn cũng có thể áp dụng cách này với tất cả các cái bài thơ hiện đại trong chương trình của chúng mình, như là Đồng Chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính, đoàn thuyền đánh cá, bếp lửa, ánh trăng, rồi là mùa xuân nho nhỏ, viếng lăng bác, nói với con sang thu vân vân. Tất cả các bài thơ các em hãy đều áp dụng cách này được nha. Đây, hoặc không ấy, bạn nào mà lười thì các em có thể là ghi chú luôn vào trong cuốn sách này. Các em có thể sử dụng bút highlight hoặc là chúng mình sử dụng bút đen này này. Chúng mình gạch chân những cái từ mà chị gọi là những từ khóa khi các bạn phân tích nha. Khi các bạn phân tích, nhưng mà chị nghĩ rằng là đọc ở đây một lần nữa, các bạn được đọc lại thơ rồi thì các em nên viết lại một lần nữa để nhớ nhá. Đấy, và viết lại thì viết một cách nó giãn ra, viết giãn ra. Ví dụ ở đây nha, đầu lòng hai ả tố Nga. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
mai cốt cách tuyết tinh thần. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Đồng ý chưa nào? Đó, chỉ có 4 câu như thế này. Viết giãn ra để làm gì? Bây giờ chúng mình sẽ cùng ghi chú nhá. Đọc ở trong cuốn sách thì thấy là với 4 câu thơ đầu, tác giả đã giới thiệu với người đọc về vẻ đẹp nhan sắc và cốt cách của hai chị em Thúy Kiều và Thúy Vân. Từ khóa ta xác định được ở đây chính là giới thiệu với người đọc về vẻ đẹp nhan sắc và cốt cách của hai chị em. Đồng ý chưa? Vẻ đẹp nhan sắc và cốt cách của hai chị em thì đâu là vẻ đẹp nhan sắc, đâu là cốt cách? Đây, hai câu đầu nhá. Đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Đó, thì đây chính là lời giới thiệu về thứ bậc nhưng tập trung cả về vẻ đẹp nhan sắc đấy. Bởi vì các bạn thấy ở đây này, lời giới thiệu về hai chị em Thúy Kiều sử dụng cụm từ hai ả tố Nga, ý là chỉ hai người con gái đẹp, là sự kết hợp giữa từ thuần Việt với từ Hán Việt, khiến cho lời giới thiệu tự nhiên nhưng không kém phần trang trọng, tạo cho người đọc ấn tượng, tình cảm với hai người con gái xinh đẹp, nhan sắc đấy. Và câu thứ hai là xác định thứ bậc của hai chị em trong gia đình Kiều. Kiều là chị, Vân là em. À, thế là ý đầu tiên ở đây là khái quát về nội dung của toàn bộ 4 câu này. Rồi, ý thứ hai là phân tích về hai câu đầu, đúng không? Đây, hai câu đầu. Thế thì chúng ta ghi ở đây hai câu đầu có nội dung là giới thiệu về hai chị em. Và lời giới thiệu này tập trung nhiều hơn về nhan sắc. Đúng không ạ? Cụ thể này, sử dụng cụm từ hai ả tố Nga. À, hai ả tố Nga thì chúng ta gạch chân ở đây. Đúng chưa? Đấy, thì ở đây chúng mình sẽ kết hợp với cả việc tìm hiểu về văn bản. Chúng ta sẽ thấy tố Nga là đã để chỉ người con gái đẹp rồi. Ả ở đây là một từ thuần Việt và là cái cách để người xưa gọi về người con gái nha. Thế thì ở đây ả là từ thuần Việt này. Đúng không? Tố Nga thì lại là từ Hán Việt này. Nội dung của nó là để chỉ hai người con gái đẹp. Đúng không? Hay chính là vẻ đẹp về nhan sắc đấy. Đó, thế thì ở đây là sự kết hợp giữa từ thuần Việt và từ Hán Việt đem đến cho chúng ta một lời giới thiệu rất tự nhiên. Tự nhiên bởi vì nó có cái tính chất của từ thuần Việt như lời ăn tiếng nói hàng ngày. Nhưng nó cũng vô cùng trang trọng. Trang trọng bởi vì tính chất của từ Hán Việt. Đấy, đồng ý chưa? Nên nhìn vào đây các bạn nhớ nha. Khi phân tích thì đầu tiên chú ý đến cụm từ hai ả tố Nga là đã gợi mở về vẻ đẹp nhan sắc của hai nàng rồi. Nhưng lời giới thiệu ấy nó còn vừa gần gũi lại vừa trang trọng bởi sự kết hợp giữa từ thuần Việt và từ Hán Việt. Đấy, các bạn thấy không? Nha, một ý. Xong rồi chúng mình ghi lại một cách khái quát như thế này. Đó, ghi lại dưới dạng sơ đồ này, ghi lại dưới dạng những ký hiệu này. Đồng ý chưa? Và chỉ cần có thơ thôi, chỉ cần có dẫn chứng thôi là các bạn có thể tự phân tích được nhờ có việc cung cấp từ kiến thức của những cuốn sổ tay như thế này. Đó, đồng ý chưa? Hay là tiếp tục câu thứ hai là xác định thứ bậc của hai chị em, thì ở đây từ khóa của chúng ta là thứ bậc, đúng không? Câu thứ hai này là xác định về thứ bậc. Thứ bậc nghĩa là ai là chị? Kiều là chị, còn ai là em? Thúy Vân là em. Đúng không? Tiếp tục nhá, tiếp tục này. Hai câu tiếp theo thì có nội dung là khái quát vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều. À, câu tiếp theo là khái quát vẻ đẹp của Thúy Vân và Thúy Kiều. Và đây là vẻ đẹp gì thì đọc kỹ hơn nhá. Mai cốt cách là vóc dáng mảnh mai, thanh tao như hoa mai. À, mai cốt cách. Đó, là thanh tao như hoa mai, đúng không? Rồi, tiếp tục này. Tuyết tinh thần là tâm hồn trong sáng, thánh thiện, thuần khiết như tuyết. À, tâm hồn trong sáng.
đồng ý không? Đấy, rồi tiếp tục nhá. Nhịp điệu 4, 4, 3, 3 ở câu thơ thứ 2 kết hợp với câu này thì tạo ra sự nhịp nhàng đối xứng, làm nổi bật được vẻ đẹp đến độ hoàn mỹ của cả hai chị em. Đây, nhá, nhịp điệu này 2, à, Thúy Kiều là chị, đây, câu bên trên 4 này, em là Thúy Vân 4, đúng không? 4, 4, rồi bên dưới Mai Cốt Cách Tuyết Tinh Thần 4 4 3 3, rất là nhịp nhàng. Kết hợp bên dưới mỗi người một vẻ cũng lại 4, 10 phân vẹn 10 cũng lại 4. Thế là trong những cái câu này nhá, đây ba câu sau thì nhịp điệu này 4 4 3 3 4 4, rất nhịp nhàng, đúng không? Đấy, để làm nổi bật được vẻ đẹp của hai chị em. Rồi, tiếp tục. Tác giả sử dụng lời bình để khép lại 4 câu thơ đầu. Mỗi người một vẻ là cho thấy nét riêng từ nhan sắc, tính cách, tâm hồn của mỗi người. À, câu cuối này chính là lời bình đúng không? Rồi, thế thì mỗi người một vẻ có nghĩa là nói về vẻ đẹp riêng từ nhan sắc, tinh thần của mỗi người. Vẻ đẹp riêng. Ok, rồi tiếp tục, 10 phân vẹn 10 thì tô đậm được vẻ đẹp đến độ toàn diện, hoàn hảo của hai chị em. À, thế nghĩa là câu này, mặc dù khẳng định mỗi người đẹp một vẻ, nhưng từng cái vẻ đẹp ấy đều đạt đến độ hoàn hảo, tuyệt mỹ, đúng không? Đấy, rồi chưa hết này, khi mà các bạn học ghi nhớ được và ghi ra được những cái từ khóa chính như vậy thì đừng bỏ quên phần tiểu kết nha. Vừa bằng cách nói mộc mạc của người dân quê, vừa bằng cách diễn đạt uyên bác hàm xúc của văn chương Bác học thời trung đại, Nguyễn Du đã giới thiệu được cả vị trí, thứ bậc cũng như nhan sắc, phẩm giá của hai chị em Kiều, cũng đẹp tựa trăng rằm, cũng thanh cao như mai, trắng trong như tuyết, song mỗi người lại hoàn mỹ theo một cách riêng. Thế thì các bạn có biết là trong lời tiểu kết này có mấy ý chính không? Đây các bạn đọc sẽ thấy nhá, là đằng sau chữ bằng này này thường là cái cấu trúc nêu ra những đặc sắc về nghệ thuật. Thì ở đây cũng như vậy, ở đây những cái đặc sắc nghệ thuật ở trong 4 câu này đó chính là cách nói mộc mạc của người dân quê, cách diễn đạt uyên bác hàm xúc của văn chương Bác học thời trung đại. Thì cách diễn đạt uyên bác hàm xúc của văn chương Bác học này bao gồm cả về bút pháp ước lệ nữa nha. Đấy, bao gồm cả về bút pháp ước lệ nữa. Đấy, thế là lời tiểu kết này, các bạn có thể ghi bên dưới này, hoặc là chúng mình chỉ cần nhìn vào đây thôi rồi tự tổng kết lại nha. Thế thì tiểu kết về mặt nghệ thuật thì chúng ta thấy là có cách sử dụng từ ngữ này, cách diễn đạt vừa mộc mạc lại vừa trang trọng, rồi là cái cách diễn đạt hàm xúc của văn chương Bác học thời trung đại ở chỗ sử dụng hình ảnh ước lệ nữa này. Đồng ý không? Thế còn về mặt nội dung, tác giả đã giới thiệu được cả vị trí, thứ bậc cũng như nhan sắc, phẩm giá của hai chị em. À, nội dung là giới thiệu. Giới thiệu được về cái gì? Giới thiệu được về thứ nhất là nhan sắc, thứ hai là về thứ bậc, rồi thứ ba là về phẩm giá của hai chị em, đúng không? Đấy, hình dung ra chưa nào? Ok chưa? Đó, thì đây chính là cách để chúng ta từ kiến thức ở trong cuốn sổ tay văn học, các bạn có thể ghi chép lại một cách rất ngắn gọn nha, rất ngắn gọn và đơn giản, để rồi chỉ cần có thơ thôi mà các em có thể tự triển khai được. Đây, nhìn vào đây nhá, nhìn vào đây. Bây giờ chị sẽ học theo cái nội dung như thế này với sự đồng hành của cuốn sổ tay văn học bằng cách trước tiên là nhìn vào đây, các bạn thử tự diễn đạt lại nha, thử tự diễn đạt lại. Ví dụ này, qua 4 câu thơ đầu tiên, tác giả Nguyễn Du đã đưa ra hoặc là đã nêu ra lời khái quát chung về hai chị em Thúy Vân và Thúy Kiều. Tác giả đã giới thiệu về thứ bậc và nhan sắc của hai chị em. Đầu lòng hai ả tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Bên cạnh thứ bậc là một thông tin quan trọng, thì tác giả tập trung về vẻ đẹp của hai nàng bằng cách sử dụng cụm từ hai ả tố Nga. Trong đó, từ ả là từ thuần Việt, kết hợp với từ tố Nga là từ Hán Việt, tạo nên một lời giới thiệu vừa gần gũi lại vừa trang trọng, giúp bạn đọc ấn tượng về hai người con gái đẹp. Đồng ý chưa? Không những vậy, chuyển ý này, tác giả còn khái quát cả về vẻ đẹp tinh thần,
phẩm chất của hai chị em qua những hình ảnh ước lệ, mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Mai cốt cách là vóc dáng thanh cao mảnh mai như cây mai, tuyết tinh thần là tâm hồn trong sáng, rồi là trang trọng như tuyết. Như vậy, hai chị em không những có vẻ đẹp nhan sắc mà còn mang vẻ đẹp phẩm chất rất cao quý. Đồng ý chưa? Mà còn mang vẻ đẹp phẩm chất rất đáng quý. Đấy, bởi vậy nên trong lời bình cuối cùng, tác giả khái quát lại, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Mỗi chị em đều mang một vẻ đẹp riêng, nhưng mỗi vẻ đẹp ấy đều đạt đến độ hoàn hảo, toàn diện. Đó, phân tích xong nhá. Rồi bây giờ chúng mình tiểu kết lại. Như vậy, bằng việc sử dụng từ ngữ để có cách diễn đạt mang tính mộc mạc của người dân quê, nhưng cũng không kém phần uyên bác, hàm xúc thông qua những hình ảnh ước lệ, tác giả Nguyễn Du đã giới thiệu và đem đến những ấn tượng đầu tiên về Thúy Vân và Thúy Kiều, cả ở vẻ đẹp nhan sắc, cả về vẻ đẹp về phẩm chất của hai nàng. Đồng ý chưa? Nhá, hoặc chúng mình có thể tiếp tục bình thêm xem là đấy là vẻ đẹp như thế nào mà lại hoàn mỹ. Hai nàng cũng đẹp tựa trăng rằm, cũng thanh tao như mai, cũng trắng trong như tuyết, và mỗi người đẹp hoàn mỹ theo một cách riêng. Hiểu ý chị không? Đấy, như vậy là khi mà các bạn nắm được cách học thì các bạn sẽ thấy là việc ghi nhớ kiến thức của các văn bản không còn khó khăn nữa đâu. Không còn khó khăn nữa đâu. Mà trái lại nhá, bạn nào mà chúng ta có những cái niềm đam mê với việc là trình bày với những cái trang vở rất gọn gàng như thế này, thì chị nghĩ là sổ tay văn học còn đem lại nguồn cảm hứng cho các bạn nữa đấy. Đồng ý chưa? Đó, và nhớ nha, bạn nào mà còn chưa sở hữu về bộ sổ tay văn học này thì đặt ngay ở trong link mà chị đã ghim trong phần bình luận. Bởi vì đang diễn ra một hội sách siêu to khổng lồ và siêu ưu đãi cho các bạn nhân dịp năm học mới này đấy. Tất cả các sách thì đều là sách mới này, nhưng chúng mình lại được mua với giá rất ưu đãi, được giảm từ 30-40% với mỗi đầu sách. Riêng với bộ sổ tay văn học 4 cuốn như thế này, giá gốc là 349.000 và hiện tại chúng mình chỉ cần mua với giá là 239.000 thôi các bạn nha. 239.000 chia ra. Đấy, chia ra thì các bạn sẽ thấy là mỗi cuốn này sẽ rất là ưu đãi cho chúng mình đấy. Mua sách giá hời, nhưng mà những kiến thức mà các bạn có được thì sẽ là xuyên suốt cả năm học. Và bất cứ khi nào cần ôn tập về văn bản thì các em chỉ cần mở ra và có thể học theo cách chị vừa mới hướng dẫn, chị vừa mới chia sẻ với các em nha. Đấy, và tất nhiên là mỗi cách học thì sẽ phù hợp với từng dạng học sinh khác nhau, nên là các bạn cứ thử với nhiều những cách học để xem cách nào là phù hợp nhất với mình nhé. Nhưng trước tiên là hãy có cho mình những cuốn sách tham khảo chất lượng và đầy đủ trước nha. Đấy, đồng ý với chị không? Ở đây thì bộ sổ tay văn học là có 4 cuốn. Và cuốn đầu tiên thì các bạn sẽ là cuốn mà các bạn sử dụng đầu tiên về các văn bản văn học, chính là cuốn về văn học trung đại với tựa đề là Thương Nhớ Ngày Xưa. Sau đó thì chúng mình sẽ học các cái văn bản hiện đại, thì ở đây chúng mình sử dụng cuốn tập 1 là về các văn bản thơ nha, về các văn bản thơ hiện đại, tựa đề là Hành Trình Về Miền Ký Ức. Và cuối cùng các bạn có thể sử dụng đến cuốn tập 2, đó chính là Những Mảnh Ghép Trong Tim, là cuốn sách cung cấp về các văn bản văn xuôi trong chương trình của chúng mình. Bên cạnh đó thì tuyển tập những cái văn bản nhật dụng mà các bạn chúng ta cần ghi nhớ để chúng ta làm được những bài tập ấy. Đấy, thì các bạn sẽ đọc ở trong cuốn tập 3 này nha, văn bản nhật dụng. Đấy, thế là 4 cuốn rất xinh xắn. Và chúng ta lại còn được mua với giá hời ở trong đợt hội sách này nữa, nên là đặt sách ở trong link mà chị đã ghim trong phần bình luận nha. Đấy, hay là bạn nào mà chúng ta còn muốn tham khảo thêm cả về phần văn mẫu nữa, thì cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu cũng đang được đại hạ giá luôn nha. Đó, cũng được siêu ưu đãi luôn với cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu lớp 9 này. Đấy, chúng mình được giảm là từ 159.000 chỉ còn 109.000 thôi với cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này nhá. Đấy, với văn mẫu thì các bạn nên học như thế nào? Với văn mẫu thì các bạn thứ nhất là trước khi đọc bất cứ bài nào thì các bạn nên tự hình dung cách viết của mình trước. Sau đó
tốt nhất là các bạn có thể viết ra đã, viết cái bài của chính mình trước đã. Sau đó chúng mình mới đọc văn mẫu để chúng mình có thể tham khảo thêm rằng là à, ở cái luận điểm này, ở cái ý này có thể diễn đạt hay hơn như thế nào. Đúng không? Đấy, rồi dần dần các bạn sẽ làm nhiều và các bạn đọc nhiều thì chúng mình được trau dồi vốn từ nữa và chúng mình rèn luyện cái kỹ năng viết của mình nữa nha. Trong này thì có 20 đoạn văn mẫu cho các bạn mà thi dạng đoạn văn và 30 bài văn mẫu cho những bạn thi dạng bài văn. Phần cuối, những đề cuối cùng là những đề nâng cao ở dạng chứng minh nhận định. Đấy, đây là cuốn tuyển tập nhá. Hiện tại chỉ có giá là 109.000 và duy nhất ở trong hội sách giảm giá này thôi nhá. Hội sách của Văn Trị Hiên chào mừng năm học mới đấy. Bạn nào mà chưa biết thông tin về hội sách này thì cập nhật ngay trên kênh fanpage của chị, bởi vì là chị đã đăng tải và đã hướng dẫn các bạn rất là nhiều những cái thông tin để các em không bỏ lỡ cái phần hội sách mà có lẽ là trong năm sẽ không còn đợt hội sách nào được tổ chức lớn như thế này nữa đâu nhá. Đó, đấy thì đấy là, đây chính là combo về phần nghị luận văn học. Có một cuốn sổ tay dẫn chứng nhỏ xinh nữa, các em cũng có thể thêm vào cái combo này để chúng mình học trọn bộ về nghị luận văn học nha. Thế còn về nghị luận xã hội thì đây, đây, cuốn sách mà các bạn lớp 8 và các bạn lớp 9 đều nên sở hữu nha. Cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Và trong này phải nói là tất tần tật những gì về nghị luận xã hội thì chúng mình đều có thể tìm thấy trong đây. Từ phương pháp làm bài này, những đoạn văn và bài văn viết mẫu này, từ điển những vấn đề nghị luận xã hội để có cách giải thích làm sao ngắn gọn, dễ hiểu và có cả những nhận định đi kèm nữa này. Rồi hệ thống dẫn chứng nha, hệ thống dẫn chứng cũng đã được thống kê hết ở trong cuốn sổ tay này rồi đấy. Thì cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này, các bạn lớp 8, các bạn lớp 9 quan tâm thì nhớ nhá, hiện tại cuốn sách chỉ còn có giá 129k thôi, được giảm từ 179k đấy. Đó, được giảm đến gần 30% để chúng mình có thể được mua sách với giá hời nha. Và mua cuốn này thì các bạn sử dụng từ lớp 8, lớp 9 lên lớp 10, 11, 12 thì các bạn vẫn sẽ đồng hành cùng với cuốn sách này thôi nha. Đó, thế là mua một lần nhưng chúng mình được dùng cho 5 năm học liền. Rồi, đồng ý với chị chưa? Nhớ nhá, hiện tại thì Văn Trị Hiên đang tổ chức hội sách rất lớn trong 3 ngày là thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Chỉ còn có một ngày nữa thôi là hội sách kết thúc rồi. Thế nhưng mà chị nhận được thông báo là số lượng sách ở trong kho cũng không còn nhiều nữa, rất có thể là sẽ kết thúc sớm hơn so với dự định về hội sách này đấy. Đấy nên là các bạn nào mà chúng mình còn đang phân vân thì chị nghĩ là chúng mình nên mua ngay. Nên mua ngay để chúng mình không bị bỏ lỡ nha. Bởi vì là hết sách thì các chị cũng sẽ kết thúc hội sách luôn, chứ sẽ không thể, tức nghĩa là bạn nào mà đặt muộn ý thì chúng mình bị lỡ mất thì cũng không còn cách nào nữa. Nhớ nha, đấy, ok chưa? Và ở đây thì chị cung cấp cho các bạn những cái thông tin về các cuốn sách để các em tham khảo. Nếu bạn nào muốn đọc bản đọc thử xem là mình có phù hợp hay không thì các em có thể nhắn tin về fanpage cho chị nha, để chúng mình nhận bản đọc thử cho từng cuốn sách này đấy. Đấy, để chúng mình xem là có phù hợp với cả cái nhu cầu của mình không và xem là chúng mình có nên mua sách với giá hời không nha. Đó, ok chưa? Đúng rồi. Đấy, thế thì tóm lại trong buổi học ngày hôm nay, trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chị cùng với các bạn chúng ta đặt ra cái câu hỏi là làm như thế nào để học tập hiệu quả khi sở hữu trong tay những cuốn sách tham khảo về môn văn. Thì chị có gợi ý cho các bạn rất nhiều những cái cách, đồng ý chưa? Đấy, thì trong đó này, thống kê lại, chốt lại nha. Bước 1 là các bạn phải tìm hiểu về bố cục sách đó, xem nó có phù hợp với nhu cầu hiện tại của mình hay không. Nhu cầu lúc đó của mình là gì? Là muốn ghi nhớ kiến thức nền thì tìm đến bộ sổ tay văn học. Bởi vì là cấu trúc sách cung cấp những kiến thức cơ bản về văn bản đó và cung cấp cả về phần viết mẫu văn bản ấy nữa. Đúng không nào? Đấy, lưu ý thứ nhất là như vậy nhá. Lưu ý thứ hai là luôn luôn đi kèm với những cái thao tác học tập khác, những cái hoạt động học tập khác, ví dụ như là ghi chép, ví dụ như là lắng nghe. Bởi vì bộ sổ tay văn học hay là tất cả các đầu sách của Văn Trị Hiên thì đều có mã, đều có mã QR để các bạn quét và nghe audio văn học. Nên các em có thể sử dụng đồng thời cách học qua việc đọc này, việc viết này, rồi cả việc lắng nghe nữa nha. Đó, học văn một cách thông minh và hữu hiệu, rồi bất cứ lúc nào các bạn đều cũng có thể học được. Đấy, thì đấy là những cái lợi ích và cũng là những cái cách học mà chị mong rằng các bạn sẽ nắm rõ và chúng ta áp dụng được cho bản thân mình nhá. Tất nhiên là sẽ có nhiều những cái lưu ý và nhiều những cái cách học nữa. Vậy nên là hãy tận dụng đợt hội sách siêu lớn này của Văn Trị Hiên để sở hữu những cuốn sách tham khảo bổ ích cho môn văn. Rồi sau đó chúng mình lại tiếp tục trong cái hành trình làm sao áp dụng chúng thật là hiệu quả nha.
Ok chưa? Rồi, nhớ nhá, nhắn tin về cho chị hoặc là điền thông tin của mình ở trong link đặt sách mà chị đã ghim trong phần bình luận để sở hữu những cuốn sách này nhá. Đặc biệt là với đơn hàng mà trên 300.000 chúng mình sẽ được miễn phí ship này. Đơn hàng trên 400.000 là các bạn được tặng những phần quà bí mật và bao gồm cả những cái đồ dùng học tập xinh xắn như thế này nữa. Đơn hàng trên 500.000 là các bạn sẽ được tặng một chiếc áo phông của Văn Trị Hiên in hình được thiết kế độc quyền bởi Học Văn Trị Hiên đấy. Nhớ nha, rất nhiều quà tặng nên là hãy tranh thủ và hãy tham gia ở trong hội sách này. Rất mong có thể đồng hành cùng với các bạn thông qua những cuốn sách tham khảo và thông qua những cuốn sách để giúp các em học văn một cách đơn giản hơn và hiệu quả hơn, chinh phục được điểm số mà mình mong muốn nha. Rồi, hội sách thì sẽ chỉ diễn ra trong một ngày nữa thôi. Ngày mai thôi là sẽ kết thúc hội sách rồi. Nên bạn nào mà còn đang chần chừ thì nhắn tin về cho chị để nhận thông tin và được tư vấn luôn. Sau đó thì quyết định luôn để mà tận dụng đợt hội sách này đấy. Ok chưa? Rồi, chị sẽ gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt các em và hẹn gặp lại các bạn trong những phần phát trực tiếp sau. Bye bye!